Phải nói là cái sự thích nghi của nó phải là nói là tuyệt vời. Mà khi nó đã thích nghi được rồi thì các bác nhìn như cái giò lan này của tôi thì nó xem nó bao nhiêu cái cần hoa. Thì cũng hay hỏi tôi về cái cách ghép. Thế thì từ nãy giờ thì các bạn mới chơi cũng cũng quan sát đúng không? Tôi có thể ghép vào cây này, vào những cái lũa này, cây gỗ này, những cái lu này. Xin chào các bác. Nếu nói về đến tam bảo sắc thì nghe cái tên đúng không? Các bác cũng đã thấy thích rồi. Tam bảo sắc thì có nghĩa là theo tôi thì có nghĩa là các cụ muốn đặt tên là tam là ba, bảo là quý và có ba màu sắc ấy, thì chắc là nó như vậy. Thì là cái mùa này bắt đầu là đến cái mùa mà tam bảo sắc nở. Nếu mà một nhà mà chỉ cần độ vài ba giò thôi thì cũng đã thấy sung sướng rồi, đã thấy rất là thơm. Đến khi về đến nhà cái là cái mùi thơm của nó là đã lan tỏa ra khắp vườn, lúc nào cũng có cái mùi rất là dễ chịu. Thì cái dòng này ấy, thì chắc là các bác là chẳng nhà vườn nhà nào bác lại không có cả. Nó đều có cái dòng tam bảo sắc này, nó là đặc trưng của cái các vườn lan. Từ trước đến nay các cụ rồi mọi người chơi lan này đều có cái dòng lan này cả. Đấy, thì cái dòng lan này thưa các bác là nó cực kỳ dễ trồng, phải nói là cực kỳ dễ trồng, được mệnh danh là đứa con của không khí. Có thể là treo lơ lửng một cái sợi hoặc là một cái cành rất nhỏ nhưng mà nó lủng lẳng như thôi, nhưng mà nó phát triển vẫn rất là tốt, chẳng phải chăm bón nhiều. Đấy, mà đến mùa thì ra hoa, ra hương, ra sắc cho các bác chúng ta cùng ngắm ấy, thì rất là sung sướng đúng không các bác? Rất là thơm. Thì hôm nay chúng ta đến mùa tam bảo sắc, chúng ta lại nói chuyện về cái dòng lan này các bác nhé. Thưa các bác là cái dòng tam bảo sắc này thì nhà tôi trồng khá nhiều. Đấy, nếu mà giò to như này thì cũng được dăm bảy giò to như này. Thế còn lẻ tẻ có thể ghép theo cái cách riêng, ví dụ như ghép một ngọn hoặc ghép hai ba ngọn đấy, thì là nó sẽ có nhiều giò hơn. Tuy nhiên thì đấy tính nó gọi là ít, cho nên là không tính là nó đẹp đấy. Tuy nhiên thì thưa các bác là khi mà dòng tam bảo sắc này nó nở thì nó cũng rải rác từ cách đây khoảng nửa tháng đấy, đến bây giờ thì hiện tại thì cũng có những cái giò bông đã tàn rồi, đã tàn rồi. Thế tuy nhiên thì đến hôm nay thì nó mới là khá là nhiều, gọi là nhiều nhất trong cái dịp này. Nhà tôi thì nó có hai loại. Đấy, một loại là cái màu nó hơi gọi là đúng là ba màu đấy. Thế còn một cái loại thì tôi nhìn thì nó chỉ là hai màu thôi. Đấy, xa xa đấy, các bác nhìn xa xa đấy. Đấy, thì là nó có hai màu thôi, nhưng cái dòng này thì nó có ba màu. Thế nhưng cái mùi thơm thì tôi thấy là nó cũng khá là giống nhau. Mùi rất là thơm. Đấy, thơm đây, năm nay thì do là không biết là do lý do gì nhưng mà chăm sóc là hơi kém, cho nên là hoa nó không được ngon như là các năm. Đấy, năm nay bông là không được dài. Đấy, thì cái này nó tùy theo sức khỏe mà chúng ta sức khỏe của nó mà chúng ta chăm sóc ấy. Khi mà chúng ta chăm sóc mà nó đạt thì là hoa nó sẽ dài và rất đẹp hơn. Rất tiếc là cái chỗ đằng trước ấy cũng không đủ để mà trưng bày hết các giò lan mà ở trong vườn. Chỉ muốn là khi mà nó có hoa như thế này ấy, thì là mang hết vào vườn mà treo, quên, vào sân mà treo thì nó tuyệt vời lắm, sướng lắm, mùi thơm nó dễ chịu các bạn. Tuy là chăm chưa được tốt lắm nhưng mà cả một dãy này thì hoa cũng rất là nhiều. Đấy, cả vào phía trong bên kia nữa. Đấy, cây dưới cây xoài là ghép vào thân cây cũng rất nhiều. Đây, chỗ này là dưới cây xoài. Đấy, tuy nhiên thì dưới cây xoài nhưng mà nó bị cái bóng lá nó nhiều quá, cho nên là có vẻ nó không được đẹp như mình mong đợi. Tuy nhiên thì nhìn cũng cũng khá bắt mắt các bạn, với tội cái giò bông nó hơi nhỏ, hơi ngắn thôi, trông cũng rất là ấn tượng các bạn, đẹp. Đấy, còn cây xoài thì tôi ghép từ trước rồi. Thực sự là giờ chỉ có đứng mà ngắm từ dưới lên thôi. Đấy, có những cái giò
lủng lẳng treo, cũng khá là đẹp, với tội là nó hơi cao. Đấy, cái mùi hương này nó sẽ bay xa, đã cao để bay xa các bạn. Đấy, nhưng mà ghép vào cây xoài này thì nó hơi tối một chút, cho nên là cái đạt được cái độ mà đẹp ấy thì là chưa được đạt lắm. Nhiều khi ghép của nó rất đơn giản. Đấy, nó chỉ lủng lẳng mà treo chỉ vào một cái miếng gỗ, gọi là cái gỗ cứng cứng ấy. Đấy, là nó cũng rất là đẹp. Đấy. Đây là một thân, hôm nay thì hoa này nó tàn rồi. Nhưng mà cái này là chơi độc thân, có nghĩa là chỉ một cái chậu và một thân thả xuống. Nhưng mà nhìn nó cũng rất ấn tượng các bác ạ, nhìn nó đẹp. Đấy là những cái cây nào mà nó dài, thân lá đẹp thì cũng tạo cho nó một cái dáng, một cái thế này thì đôi khi cho nó đa dạng này, mà nhìn nó cũng có vẻ là đẹp hơn. Hôm nay muốn giới thiệu các bác một cái cây mà ghép ở, có nghĩa là cái tam bảo sắc mà ghép ở cái giò, một cái giò mà nó trực tiếp ở cây, hay nói là nó ấn tượng hơn rất nhiều các bác. Các bác ngắm từ xa. Đây, các bác nhìn nhé. Đây là một cái giò lan được ghép trực tiếp vào cây, cây tươi đấy. Đây là một cây hòe các bác ạ. Nếu nhìn bây giờ thì trời nắng rất là nắng. Đấy, lá là cũng chịu nắng luôn. Nhưng mà hoa thì phải nói là cực đạt các bác ạ. Đạt hơn rất nhiều so với chúng ta treo ở trong cái giàn kia. Ngày xưa thì tôi cứ nghĩ là khi mà ghép cái dòng tam bảo sắc ấy là cứ phải ở cái dưới lưới dày dày một chút, có nghĩa là ít ánh sáng một chút. Đấy, để cho cây nó phát triển. Thế nhưng mà khi có một cụm này mang ra ghép trực tiếp lên cái cây cây hòe thì nó gọi là gần hết lá rồi. Thế nhưng mà cái nắng của nó thì rất là nhiều. Thì tôi cứ nghĩ là chắc chắn là nó phát triển sẽ không tốt đâu. Đấy, phát triển sẽ không tốt đâu. Tuy nhiên thì trong thời gian trồng nó và theo dõi thì như thấy như thế này các bác ạ. Một là khi mà mùa nắng này ấy, thì chúng ta, tại vì chúng ta trồng nó từ suốt ở đây mà, cho nên là cái nắng của nó là chịu nắng rất là tốt đấy chứ phải không. Tuy nhiên thì khi mùa nắng thì cái lá nó chuyển sang cái màu hơi tím tím các bác ạ. Màu tím tím mà có những cái chấm tía. Nhưng mà khi mà ít cái mùa ít ánh nắng thì nó lại xanh lên. Đấy. Thế mà cứ mặc kệ cho nó cùng với thời tiết bất lợi hay là thuận lợi thì nó đều chịu. Thấy nó phát triển rất là tốt. Đấy, cây rất là cứng các bác, nó cứng hơn rất nhiều so với cái dòng mà cái loại mà chúng ta để dưới cái lưới mà dày dày. Đấy, thế cho nên là chúng ta sẽ đừng nghĩ là cây này nó không chịu được nắng các bác nhé. Phải nói là cái sự thích nghi của nó phải là nói là tuyệt vời. Mà khi nó đã thích nghi được rồi thì các bác nhìn như cái giò lan này của tôi thì nó xem nó bao nhiêu cái cần hoa. Tôi đếm thử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái cần hoa các bác. 10 cái cần hoa. Đấy. Nhìn thế này rất là tuyệt vời. Các bác mà có cái cây nào nó tương đối chống trải ở ngoài vườn của mình ấy. Chống trải nhá. Chứ nếu ở trên nó như cây xoài của tôi vừa nãy thì cái lá cây nó có vẻ rơm rớt và hoa rất là ngắn, yếu, không tốt. Thế nhưng ở ngoài này thì có nắng có gió. Đấy. Trời nắng rất là, nhiệt độ rất cao. Đấy, từ trên, đây các bác nhìn này. Đấy, cây hòe này gần như nó bị trơ trọi, gần như hết lá luôn ấy. Đấy, mà nó chỉ che được mỗi lúc buổi trưa thôi, còn buổi sáng là nắng từ sáng đến gần trưa. Được buổi trưa và buổi chiều lại bị che. Thế nhưng mà cái bông hoa của nó thì tuyệt vời. Đấy, phát triển rất tốt. Nên là các bác nào mà có cây mà tương đối chống trải, nhìn có vẻ nắng đấy, thì chúng ta nên ghép vào những cây hòe hay là những cái cây như này, phải nói là tạo thành một cái
cảnh rất đẹp, nó tự nhiên lắm. Đấy các bác nhìn này, rất tự nhiên. Đấy. Ôm lâu lâu còn mang luôn một cái cáo bác ạ. À quên, cái đây là sóc Lào các bác nhé. Đấy, ghép vào cái trụ này, cái cành nó mục mục nó ra này. Đấy, thế mà bây giờ nó được một cái cây, được một bông, một chùm hoa cũng khá đẹp, rất là tươi. Và tôi thấy là ra càng ngoài nắng thì nó càng tươi, càng đỏ hơn thì phải. Đấy các bác nhìn này, rất là đẹp nhá. Nếu bác nào mà có cái cây, đấy, có cái cây mà ở vườn ấy, chúng ta có thể ghép vào. Cứ mỗi thành vài chùm, vài chòm ấy, là sau này nó sẽ thành những cái giỏ lan tự nhiên. À, nhiều bạn mới chơi thì cũng hay hỏi tôi về cái cách ghép. Thế thì từ nãy giờ thì các bạn mới chơi cũng quan sát đúng không? Tôi có thể ghép vào cây này, vào những cái lũa này, cây gỗ này, những cái lu này, thế rồi những cái ống nhựa này. Đấy là tôi đều ghép ở trong những cái đấy, là nó đều được hết. Đấy, cái gì cũng có thể ghép được các bác ạ. Thì hôm nay thì tôi sẽ ghép cho các bác xem một hai cái nhánh vào cái, đây là một cái, đúng ra nó là cái ấm đất mà sắt thuốc ấy, nhưng mà vất lâu lắm rồi không dùng nữa, mà cũng không dùng cái loại này nữa, thì lấy cái này để ghép cái cây tam bảo sắc vào cho nó đẹp. Đấy thì vừa nãy tôi đã lấy được vài nhánh, cái vài nhánh mà nó có nghĩa là nó tự rơi ra ấy, thì bây giờ tôi sẽ ghép vào đây cho các bác xem. Thì đầu tiên chúng ta mà muốn có một cái giống tốt ấy, thì các bác phải kiếm mua ở chỗ nào ấy. Những cái tam bảo sắc này nó là hàng cân ấy, họ bán cân ấy, thì nó hàng nó càng tươi càng tốt, tốt nhất là tươi. Và cái dịp này thì là ghép rất tốt rồi. Đấy, nó làm sao nó phải cây nó phải tươi, chứ nó úa vàng hết rồi thì ghép nó rất lâu lên. Đấy, còn nếu mà nó tươi, đây là cái cây mà nó ở vườn tôi rồi cho nên là nó rất là tươi. Khi cái này thì ghép thì cực kỳ là nó nhanh phát triển. Đấy, thì nó tùy theo cái thế, ví dụ như đang cong cong như này đúng không các bác, thì chúng ta cũng ghép áp như thế này, nó cong cong như thế này, và dần dần nó lớn lên, nó sẽ dài ra và nó thả xuống, nhìn rất là ấn tượng, rất là đẹp. Thì như thế này, và chúng ta cứ đặt cho nó hợp lý như này, và chúng ta lấy cái dây rút ấy, dây lạt nhựa ấy. Sau là chúng ta sẽ cố định nó vào. Thì đây là những cái lạt nhựa nhỏ nhỏ thôi này, chúng ta có thể luồn qua những cái lỗ mà nó có sẵn đây rồi, và chúng ta sẽ cố định nó vào. Chỉ cần cố định nó rất đơn giản như thế này thôi là nó cũng đã nó lên được rồi, không cầu kỳ gì đâu. Đấy. Chúng ta có thể đính bố nó vào như này, cảm thấy nó chưa chắc chắn có thể ta làm cái thứ hai thì tùy. Đấy, làm sao cho nó thật chắc chắn. Đấy. Thì khi các bác ghép cái này thì đầu tiên thì các bác tùy theo cái hướng, ví dụ như có thể là có bác thích đứng, thì như người riêng cái dòng này là cứ phải nó phải thòng xuống nó mới đẹp, chứ đứng không đẹp đâu. Đứng thì chỉ dùng cho những cái cây mà nó thuộc là hàng lá xếp ấy, lá xếp rụt đẹp. Lá xếp rụt ấy, đôi khi ấy, các bác mua mà họ cứ bảo là cái dòng xếp rụt ấy, tuy nhiên thì nó còn tùy theo cái chỗ mà nó sinh ra ấy. Khi mà nó ở rừng ấy, nó ở cái chỗ mà nó nhiều ánh sáng ấy, nhiều nắng, thậm chí là nắng 100% ấy, thì cây nó sẽ có cái xu hướng là ngắn cây lại, rụt cây lại. Đấy, nhìn nó ấn tượng hơn. Thế nhưng mà khi mà về cái chỗ vị trí mà nó mát mẻ thì nó lại dài ra, nó không được rụt như thế nữa đâu. Tôi cũng đã thấy cái kinh nghiệm của tôi là nó như vậy. Đấy, thì là tôi thấy là nó lại giãn ra. Đấy, chứ không phải là nó cứ rụt ngắn được như cái lúc ban đầu mình mới mua đâu. Thế nên là, nhưng mà tùy, đây là nói là nó do cái điều kiện của nó. Tuy nhiên thì đôi khi có những cái cây mà nó rụt thực sự là rất là đẹp, bản lá to. Đấy là nó tùy vùng miền các bác nhé, là nó tùy vùng miền, là nó sẽ có những cái bản lá rất là đẹp, chúng ta nên sưu tầm. Đấy, đây là những cái cành mà nó đã có rễ,
tất nhiên là bỏ hết những cái rễ mà nó khô khô ấy là ta nên loại bỏ đi, cắt ngắn nó đi. Những cái này để dài thôi, tí tôi có lựa lựa những cái nào mà nó dài quá hoặc là nó không thích hợp thì chúng ta cắt nó đi để cho nó ra một cái rễ mới. Mà tốt nhất là để cho nó ra cái rễ mới ấy, để nó bám luôn vào cái giá thể của mình, những cái định ghép, ví dụ như cái lu này chẳng hạn, thì là nó sẽ bám luôn vào đây, chứ nếu mà nó cứ lòng thòng nhìn nó xấu lắm, nó không đẹp. Có thể đầu tiên đây nó hơi ngượng vẹo một tí, nhưng mà rồi nó sẽ đi theo cái hướng ánh sáng của mình. Khi mà chúng ta mà cứ ghép xong ấy, chúng ta treo ở cái chỗ nào mà nó thoáng gió, độ ẩm tốt, nhưng mà nó phải thoáng gió đấy, mà tưới hàng ngày đấy. Có thể các bác có thể dùng một số cái loại kích thích ra rễ cho nó ra rễ nhanh phục hồi thì nó cũng có cái hợp lý đấy. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần tưới nước nó cũng đã ngon, cũng đã được, chứ chẳng cần phải tưới gì hơn đâu đấy. Nhưng mà các bác mà muốn nó nhanh thì các bác có thể phun B1 loãng hoặc những cái loại chất kích thích ra rễ đấy, cho nó có sự phát triển nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà nó có cái mới ghép này ấy, thì cây nó rất yếu nên cái ngọn của chúng ta này, nếu mà chúng ta ghép kiểu gì ghép làm sao khi mà để cái nước tưới ấy, nó không để đọng ngọn. Khi mà nó đọng ngọn ấy thì là nó sẽ sinh ra cây nó đang yếu mà nó bị đọng nước ở ngọn là nó hay bị thối ngọn. Đấy, đấy là cái khối ngọn khi cái đầu mồi này. Nhất là cứ đang cái dịp này là nó thối, hay rất hay bị thối ngọn. Đấy, khi mà cái ngọn mà nó hứng nước mưa ấy, nó hứng nước là nó sẽ bị thối. Đấy, nên là các bác chỉ cần lưu ý một chút thế thôi. Mùa này là cái mùa mà nó cũng sau hoa các bạn. Tất cả các loại cây mà ghép sau hoa đều rất là tốt, nó nhanh ra ngọn, nhanh ra rễ. Nên là các bác lưu ý là các cái loại cây mà ghép sau mùa hoa, nó là cái mùa tăng trưởng của cây, thì cây nó nhanh hồi sức, phát triển nhanh. Đấy, chỉ cần đơn giản vậy thôi nhé. Và đó là dùng những cái kéo này cắt những cái rễ nào mà nó không cần thiết, nó quá dài, ta có thể bấm nó đi, không cần đâu, rồi nó sẽ mọc ra cái rễ mới, chứ không tiếc rồi mấy sau nó lòng ngoằng thì nó không bám vào cái chậu đấy đâu. Đấy, nên là ta có thể là loại bỏ những cái rễ mà không cần, không đẹp, không đẹp, ta có thể bỏ nó đi. Khi mà nó phát triển rồi, cây nó bắt đầu ra rễ rồi thì chúng ta có thể là phun các loại gọi là phun các loại phân. Đấy, phân bón lá, ví dụ như phân chuối hoặc phân hóa học thì phân 20-20-20 cho nó phát triển đều trong năm, không lúc nào bị gọi là thừa hoặc thiếu. Đây, những cái rễ này nó quá dài, có thể bỏ đi, không cần thiết, cắt ngắn đi, nó cũng mọc hết đấy mà. Chúng ta đừng có nặng nề quá về một số cái kỹ thuật mà họ hay nói là phải để giữ rễ với đọ kia, nhưng không cần thiết đâu, nó ra hết đấy. Khi đó là ta được một cái giò như thế này. Nếu mà muốn cái độ ẩm mà nó tốt lên nha các bác nhé, có thể các bác làm một cái nắm rêu, các bác sẽ buộc vào đây, hoặc là một cái miếng mút xanh xanh cắm hoa ấy, buộc lên trên này để cho nó tạo cái độ ẩm. Đấy, tạo cái độ ẩm cho cây thì cũng rất là nhanh ra rễ. Các
Đây giả sử đây tôi có một cái miếng mút, mút cắm hoa đấy, tôi có thể là buộc nó gán vào đây. Đấy, sau này á các bác có thể là dùng cái miếng này cho vài cái viên tam châm mà Nhật ấy, loại 14, 13, 13 đấy. Chúng ta có thể là ghép, nhét nó vào đây, ấn nó vào đây và chúng ta sẽ cho khi mà tưới nước ấy thì cái này nó hút cái độ ẩm ấy, giữ cái độ ẩm và nó cứ rõ dần một chút cái phần ấy xuống. Cho cái phần nó dướm dần xuống cái cây lan này thì nó phát triển rất là tốt, đỡ phải tưới phân hóa học. Đấy, chỉ cần như này thôi, nhét vài cái viên tan chậm ở đây, ấn nó nhún nhún xong là thế, và nó cây nó sẽ phát triển tốt thôi. Đây có nghĩa là ghép một cách rất đơn giản. Đấy, thế nhưng mà cây rồi nó sẽ có một cái giò sẽ rất là đẹp. Đấy. Thì hôm nay thì gọi là tại vườn luôn, tại bờ, đầu bờ đấy. Gọi là làm đầu bờ luôn rồi, để bác nào mà chưa biết ghép thì các bác có thể ghép. Đấy, có thể chiêm ngưỡng cái loại lan mà nói chung nó rất là truyền thống, nó rất là nhiều người chơi. Đấy, và nó rất là thơm, rất là bình dân. Đấy, nên là chúng ta có thể lựa chọn cái loại này để chúng ta treo ở vườn của chúng ta. Giờ đã hết chương trình. Xin chào các bác nhá.